Cúng dường như là cho sư sư gì đó. Cúng dường cho Phật. Dạ đúng rồi, gì đó. Rồi mới ổng làm phước. Mới là Con ông của biết ổng làm á, phước, con của ông mới biết làm làm phước phước đó. rồi mới là con chó này thì Sau bị khi chết chết á, đi đó sao lại mới trở thành tiên lại. mới lên. À, Dạ đúng vậy là rồi, nhờ con nhà làm phước con hả? Nhờ dạ con con hồi trước cũng không không mà tin theo lời Phật đâu, cũng nói Phật nói nói là ông Phật này khi dễ cha của đúng ông rồi. đó, mà rút chú hai đi với mình nè, tới đây để sư nói chuyện giảng đạo về chuyện tu hành đó cả nhà, thì mong cả nhà hãy cùng xem nghe với mình nha. Hôm nay cũng là lần thứ tư thứ năm rồi cũng đến thăm sư. Hôm nay cũng có mặt chú hai, thì những câu chuyện ngày xưa chú hai ở đây thì rồi trong thời gian 8 năm sư tu ở đây đó, rồi có thể sư kể lại cho những khán giả nghe được không sư? Dạ được. Dạ. Giờ hoài vậy chứ nè. Cái nam lư thế bây giờ bật bật nó. Nói tiếng Việt tiếng 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 Việt, Khmer. tiếng Việt đi. Tiếng Việt Việt. nghe dễ thương. Ok. Chú hai cũng biết tiếng Việt. Như hồi đó sư, như hồi đó chú hai vô đây là có sư đi vô tu chưa chú hai? Sao? Như hồi đó ông vô đây tu á, Ồ, chưa có đâu. chưa Chắc có. là ổng ở cất bò hay sao Vậy á. Chưa có đâu. là lúc hồi chú đi tu ở đây là chú ra chùa là cách đây bao nhiêu năm rồi chú hai? Quay chú tu là 14 tuổi, tới là 22 tuổi mới bỏ chùa ra. Dạ 8 năm. 8 năm 22 tuổi, năm nay chú 69 tuổi. Là 40 mấy năm ở vậy là ông sư chưa sinh. Dạ chưa. Chưa Chưa sinh. chưa Dạ. có. Vậy là lúc đó sư chưa sinh ra. Dạ chưa sinh ra. Rồi còn Không biết lâu đang lắm, ở mười đâu mấy nữa. năm sau mới sinh Bởi vậy mới nói là ổng chắc hồi lúc đó ở cứt bò hay sao. ghẹo sư nữa. Chú hai phá ghẹo sư. Như hồi từ ngày mà sư vô đây tu á, là ngày đầu tiên, rồi tới bao nhiêu năm mới quen cái cuộc sống ở trong chùa sư? Dạ anh ở ở đây nói chung được 1 tháng mới quen. Dạ, 1 tháng mới quen. Hồi nhỏ mình một mình vô tu ở đây, cha mẹ cũng cha cũng ngủ ở gần mình sợ mình sợ đó. Dạ. Dạ ngủ ở gần mình rồi sau khoảng 2 3 4 ngày gì á mình mới hết sợ, mình mới cho cha đem như là cho cha về nhà lại tiếp giúp đỡ gia đình gì đi, con sư ở đây là ở được rồi. Dạ. Dạ Lúc đó sư ở trong chùa này là khoảng bao nhiêu người, 22 tuổi không có bao nhiêu sư mà sãi trong chùa này đông không? ở đây hồi hồi xưa tu có 4 năm ông à. 4 năm không? Dạ cũng ít nữa, Dạ. rồi khoảng 1 năm 2 năm nữa đó mới người ta vô tu đông, Dạ. rồi hồi khoảng 1 năm nữa thì mới tu được mười mấy ông, 11 12 ông nữa, Dạ. rồi sau đó cũng xuất gia nữa, người ta tu ra người ta xuất gia, tu xuất gì đó. Dạ, vậy là dạ người ta vô người ta tu dạ rồi tu khoảng chừng được. 1 2 năm cái là xuất chùa. Dạ đúng rồi, Dạ. còn sư thì không có sức ở đây ngoài luôn mới vậy đó. Dạ. Dạ Như sư phó là ở đây bao lâu rồi sư sư? phó hồi trước nên là ổng vô tu từ lúc 14 tuổi lận Dạ. rồi,
tu được hai mấy tuổi đó. Yeah. Ông cũng xuất gia một lần. Yeah. Xuất gia đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Yeah. Đi làm ở thành phố được một năm, cứ thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, mới xin vô chùa tu lại. Tu lại. Dạ, hiện tại là được 4 năm nữa đó. Dạ. Dạ. Vậy là hồi lúc mà sư phó xuất gia đi làm. Dạ. Rồi trở về tu lại là được 4 năm nữa. Được 4 năm nữa. Hồi dạ. trước tu hen. Dạ. Trước xuất gia là được 8 năm. Dạ. Rồi bây giờ 4 năm nữa rồi. Dạ. Là tổng cộng tu trong chùa này được 12 năm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc chuyến này sư phó chắc tu luôn rồi. Chắc đây. Chắc à. Tại vì chán cuộc sống bên ngoài. Chán cuộc sống bên ngoài. Hồi trước thì cũng gia đình người ta lo liệu cho sư phó như là kiếm vợ kiếm gì á. Yeah. Rồi ổng không chịu, ổng mới vô đây tu lại. Dạ. Yeah. Như chán nản với cuộc sống bên ngoài, nó muốn vô đây tu. Yeah. Ở đây nó như nói chung thì nó im lặng rồi, nó dạy mình tu tâm. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Như ở ngoài xe xua tranh đọt dạ, quá đúng rồi. Rồi thấy chán. Chán. Dạ. Ở đây chỉ có tới ngày học kinh rồi là rồi tụng kinh không à, đâu có đi đâu đâu. Dạ. Dạ, nhưng mà có người dân hay là Phật tử người ta có làm đám ở chùa hay là ở ngoài người ta mời mình đi thì mình mới đi. Dạ. Dạ. Con không thể ở chùa không mà ở chùa thì cô sách vở đọc. Dạ. Đi học. Hôm nay nghe nói sư phó bị bệnh đó rồi. Dạ, bây giờ xuất viện rồi. Xuất viện hết khỏe. Dạ, hết rồi, khỏe rồi. Dạ. Dạ. Cũng ghé, ngày hôm qua có ghé tín hữu thăm sư, ngày hôm qua có ghé hai lần luôn. Dạ. Nhưng mà sư phó nhập viện được được một tuần á, bây giờ mới xuất viện á. Dạ. Vậy là khỏe lại rồi. Dạ, khỏe rồi. Thì học hành biết hết trơn, người khỏe rồi. Ừ. Người ta mời đi là có tiền. Bây giờ làm bệnh viện hạnh phúc á. Dạ. Vậy thì bây giờ ông sư được mấy năm rồi tu? Dạ, sư được 8 năm rồi. Ai da. Bằng tôi rồi. Dạ. Chắc tốt rồi, vậy thì ở luôn rồi. Ở luôn là tốt luôn hơn. Ở luôn ấy hoặc là có bỏ chùa không? Không biết nữa. Đôi là mình chưa tính được, mình tu tới đâu thì tính tới đó. Dạ. Hay cũng cái duyên, tùy dạ. Tùy duyên hết thôi. Dạ. Tùy duyên. Bây giờ lúc đó là tôi không có biết ông. Nếu mà tôi biết ông, tôi lấy cái cây đủ đủ á, rồi mình thổi vô, ổng mau lớn. Cho lớn à. Chọc chư nữa. Bây giờ hết lớn rồi con á. Bà lớn vậy. Bà lớn hoài luôn. Ừ. Mỹ thì lúc đó nếu mà biết là lấy cây đó là mình thổi. Phi lên. Ừ. Như hiện giờ là sư học những kinh trong kinh Phật là dạ. Đủ hết luôn hả sư? Dạ cũng được nhiều nữa. Mà nói chung thì kinh Phật 8 năm là học hết rồi. Quên, mày quên đến chỗ mấy cô. Chỗ nào quên thì mình ấy lại. Mình như là đọc lại vậy. Rồi đi cũng như mình đi làm phước rồi mình đi là như làm được hết hả chứ? Dạ, làm được hết trơn. Như là đi làm phước người đọc ta cho tụng kinh không, hay là không dính. Dạ, đi tụng kinh tụng gì hay là như là mình tụng kinh cho mấy Phật tử người ta biết đó, hay là nói về câu chuyện cuộc đời lịch sử của Đức Phật gì cũng biết nữa cho yeah. Như là cho mấy Phật tử người ta biết gì đó. Dạ. Yeah. Như sư kể sơ về một cái mẫu chuyện của Đức Phật Thích Ca hồi xưa sư. Dạ. Yeah. Sư nhớ cái đoạn nào? Dạ cũng nhớ. Dạ. Yeah. Như kể về một mẫu chuyện cho những Phật tử người ta xem được, người ta nghe đó. Chuyện nào? Thầy? Chuyện của Đức Phật Thích Ca. Chuyện nào cũng được. Đức Phật Thích Ca. Dạ. Hồi xưa hay là ở trong một gia đình nữa là gia đình người ta cũng khá giả hơn. Dạ. Dạ, hồi đó là như là gia đình đó khá giả nhưng mà người ta không tin về như là về Phật pháp đâu, người ta không dạ. không tin vào Phật hay. Dạ rồi người ta như là gia đình người ta khá giả nhưng mà người ta
Đi học cũng nắng đó nha, nắng hỏi. Mình mà ít kỹ. Trùm so. Ít kỹ lắm, gia đình đó. Ít kỹ không như là cái thức ăn hay là đồ ăn uống, không như là không có đưa cho người nghèo hay người khó khăn giúp đỡ đó. Dạ. Rồi và nhà, gia đình giàu có hơn. Ông đó hơn, ông là cha của con hơn. Cha đó là người giàu có hơn, là đem đi lấy vàng bạc cho bảo nên đem đi chôn ở dưới gốc cái cột, bốn cái cột á. Nói là tôi chết đi và sống lại sẽ đào cái vàng này làm người giàu có lại đó. Rồi sau đó thì như mình nói chung đi thì ông đó, ông giàu có hơn, là không có được làm phước làm gì sau khi mất đi, qua đời đi, biến thành một con chó. Rồi sau đó thì một ngày nọ thì ông Đức Phật ông đi khất thực hơn, đi ngang chạy qua cửa nhà đó. Nhà đó, rồi con chó là cha hồi trước hơn. Là như là ông đó hồi trước là người giàu có, rồi không có làm phước làm gì, rồi biến thành con chó chạy đi. Rồi thấy ông Phật ông đi khất thực vậy, sủa không vô ở gần nhà của mình. Rồi ông Đức Phật ông chạy ra nè, kiếp trước hay mà ông hay không có làm, không có như là người ích kỷ, không có nhờ cúng dường cho Phật tử, với người cúng dường Phật tử hay là không cho những người nghèo khó khăn giúp đỡ đó. Mới kiếp này biến thành con chó. Chó bây giờ người còn sủa Đức Phật nữa, kiếp sau sẽ rớt xuống địa ngục. Nói vậy đó. Nói tên của ông, của cha ông và con của ông đó hen. Nói trời ơi, ông Phật này nói cha của tôi là con chó vậy đó. Rồi sau đó thì ông hỏi nếu người không tin là con chó này là cha của người thì người tắm rửa con chó này cho nó sạch sẽ đẹp đẽ và cho thức ăn, cho ăn đầy đủ, rồi cho con chó này nó chỉ cái số vàng bằng châu báu mà cất để ở đâu đâu đó. Rồi cho con chó này tắm rửa sạch sẽ hết. Con chó này nó chỉ bằng bạc châu báu ở bốn góc giường á. Mới biết là cha của mình như là chết đi, biến thành con chó. Từ đó gia đình đó đã như là tin theo lời của Phật ha. Là biết như là biết giúp đỡ người dân và biết như là cúng dường Phật tử luôn á. Cúng dường như là cho sư sư gì á. Cúng dường cho Phật. Dạ đúng rồi. Gì đó. Rồi mới ổn làm phước. Mới ông biết ông làm phước, con của ông mới biết làm phước rồi đó. Mới là con chó này thì sau khi chết đi đó mới trở thành tiên lại. Mới lên. Dạ. Vậy là nhờ con. Nhờ con đó. Nhờ con. Con hồi trước cũng không tin theo lời Phật đâu. Nói Phật nói là ông Phật này khi dễ cha của ông. Đúng rồi. Đó. Mà rốt cuộc là ông Phật ổng nói là cha của mày đó. Đúng rồi. Nếu mà mày không tin á, mày tắm rửa nó cho sạch sẽ, mày làm đồ cho nó ăn, rồi mày hỏi mà mày kêu bằng cha, mày không kêu bằng cha nó không chỉ á. Rồi mới kêu bằng cha lại luôn á, lại kêu bằng cha. Nếu mà cha của tôi thiệt thì ba cái đồ ba dấu đó là ở đâu? Dặn bằng cho báo á. Rồi mấy chó đó nó chạy ăn nó rồi chạy đi. Sủa mà ba cái đồ kim cương vàng bạc gì đó là chôn ở là dưới cây tre gai á. Rồi mới sủa rồi nó bơi á. Rồi mới con đó là kêu mấy người làm mướn nó đó. Cho đào đi. Cho đào. Dạ. Đào lấy ra trời ơi kim cương dưới là vàng bạc không. Mới được xấu đó lại. Mới tin á. Mới tin. Rồi tin rồi hỏi ông Phật nữa. Thì bây giờ ba cái đồ này nó nhiều quá vậy làm sao? Mày muốn cho cha mày lên trời đó mày phải làm phước cho ông. Dạ, lấy làm phước hồi hướng cho cha. Dạ, hồi hướng phước. Mới làm phước con cho này. Con chó, làm phước cho con chó mà kêu ba vậy. Một tháng, hai tháng sau bị chết. Chó bị chết rồi lên trời. Như làm phước trả nợ xong rồi đấy, chứ mà không rồi. Mất đi. Rồi lên trời lại. Hồi trước sổ ông Phật đó, ông Phật chỉ vậy nè.
kiếp này mày sủa tao mày biến mày ích kỷ mày biến thành con chó rồi kiếp này sủa tao nữa thì anh địa ngục luôn không? Mới nó sợ đó. Dạ. Gì đó. Con chó thì trước thì biết nghe lời á. Dạ. Tại vì người á, dạ, người đầu thai lại thành ra còn dạ, cái ký ức còn biết á. Dạ đúng rồi. Cái thằng đó nó buồn lắm đó. Hồi lúc đầu tiên bị ông Phật ổng đi trùng bát. Dạ. Rồi con để cơm, đãi cơm á. Dạ. Rồi chó này nó sủa. Ở ổng nói, ổng nói với à sà nó. Thằng đó giật mình trời. Sà nó là gì vậy chú? Sà nó là tên cha của nó. Dạ. Sao mà ông kêu chó là tên cha của tôi, nó buồn á. Yeah. Hai ba ngày sau nó làm cơm làm gì đi hỏi ông Phật, xin hỏi ông Phật tại sao ông Phật là con chó, sao mà ông Phật kêu tên cha của tôi vậy, cha mày thiệt á. Vậy á. Mới nếu mà mày không có tin tao, yeah, đó, mày đi tắm rửa nó cho sạch sẽ rồi mày cho ăn cơm ăn gì cho no rồi mày hỏi mà mày kêu bằng ba. Yeah. À, ba, ba con biết ba rồi, bây giờ nếu mà ba cho con ấy cho con xin ba cái đồ là ba cấp đó ở đâu thì nó chỉ mày à. Rồi nó làm theo ông Phật coi, không tin đâu. Yeah. Làm theo ông Phật, làm rồi hỏi này kia nó mới chó đi bơi á. Mới tin á, giật mình luôn á. Yeah. Nó trời ông Phật biết thiệt đó. Rồi mới được số vàng kim cương đó là rồi đó. Thì mới là hỏi ông Phật lần nữa. Nếu mà kim cương với vàng bạc nhiều vậy làm sao? Mày muốn cho cha mày lên trời không? Dạ con đâu có muốn cho ở con chó vậy. Ừ vậy mày làm phước cho ổng đi đó. Làm phước cho ổng, đàn đẻ đưa ổng lên trời đó. Làm phước lớn dữ lắm. Ô đãi đặt gạo đặt gì cho người ta, cho nhà nghèo. Người nghèo đúng nghèo rồi. Đi cất nhà cho người ta. Yeah. Ba tháng sau chó bị chết lên trời. Trả hết nợ. Dạ, đúng rồi. Mà lại hỏi ông Phật lần nữa. Thì ba tôi chết rồi ông Phật, đi rồi lên trời rồi. Bởi vì Phật biết hết rồi. Dạ Phật biết. Phật biết hết. Lên trời ơi. Vậy thì ông ở trời mấy tháng mới xuống lại. Nói còn lâu à. Được lâu. Dạ. Bị là 100 ngày mình ở đây thì một ngày người ta ở trên. Dạ. Đúng rồi. 100 ngày mình á. Một ngày người ta ở trên. Còn cái câu chuyện nào nữa không sư? Dạ con, cảm ơn đây rồi đó. Má anh ta mình dơi qua mỏ. Biết mà mình nói tiếng Việt cũng khó lắm. Thì nói, thí dụ như mình nói tiếng nào được mình nói. Còn nói không được nói tiếng Khmer. Sư kể câu chuyện của Đức Phật thêm một câu nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.